Ayo, hey yo, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình Thì mình là giáo sư Phúc đây các bạn ơi Hôm nay chúng ta cùng chơi tiếp tựa game Block Food nha các bạn ạ à. Thì trong Block Food hiện tại chúng ta đang có 2450 cấp độ Nhìn chung là các bạn phải cài 2449 cấp độ Để có thể lên được max level Và để là lên được một level thì anh em cần phải làm được Cái nhiệm vụ mà gần như là cái ngang cái sức mạnh của anh em Đấy, tức là anh em mà nghe cấp 2000 đi Mà anh em làm cái quét của nhiệm vụ 1000 Thì anh em không thể lên cấp được Thế nên là ở trong tựa game Block Food của chúng ta Nó có một cái hệ thống ẹp mà nó khá là hay. Đấy, làm những cái nhiệm vụ phải ngang cấp thì mới được một level. Đấy nhưng mà nhìn chung thì chúng ta cần cũng phải làm rất là nhiều cấp, rất là nhiều cái nhiệm vụ thì mới có thể ngang cấp được. Thế nên ở trong game của chúng ta nó đã có một cái đó chính là X2 ẹp các bạn à. X2 ẹp này chúng ta có thể mua được đấy để có thể mà nga làm việc cho nó nhanh hơn. Đấy. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em những cái cách mà chúng ta có thể kiếm X2 ẹp một cách mà đơn giản các bạn à. Rồi thì mình sẽ không nên nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Đâu, và mình có một cái shop ạt bán ạt block food các bạn ạ à. Các bạn có thể lấy link ở ngay cái phần mô tả Không thì ở cái phần bình luận cũng được các bạn ạ à. Nhớ vào đó mua một cái ạt để ủng hộ mình Cho mình có tiền để mua ổ bánh mì ăn mỗi buổi sáng nha Cảm ơn các bạn Bạn cần mua robot đúng không? Ở đây mình có shop vn Shop vn là shop bán robot uy tín hàng đầu Việt Nam Được các youtuber du team quảng cáo Cũng như là đảm bảo về chất lượng uy tín Thế nên là các bạn cứ mua nick và cũng như tận hưởng những dịch vụ trên shop này mà không cần phải lo lắng về độ uy tín nhé. Đường link của shop mình sẽ để dưới phần mô tả, ấn vào để trải nghiệm dịch vụ của shop nha. Bước đầu tiên đương nhiên rồi Cái bước mà đơn giản nhất Bước mà không làm vẫn có ăn Đó chính là chúng ta sẽ tìm code ở trên mạng Để có thể nhập vào trong cái tựa game này của chúng ta Đấy thì anh em chỉ cần bấm một cái dùng lệnh đơn giản thôi Kiểu code block food là lụm tiền các bạn ạ à. Đấy code block food Nó sẽ ra hàng đóng luôn Thì các bạn chỉ cần lựa cái nào hay hay các bạn bấm giờ được Không thì các bạn có tìm chữ wiki vào cho chắc Đấy vào đây thì đương nhiên là kiểu gì cũng có hết những cái code này ở lúc mà đầu game chúng ta mình đã nhập hết rồi thế nên là không có các bạn ạ à. bây giờ nó còn có cả thêm hai cái code này nữa hình như nghe đâu là cái code của ông nội này là cái ông nội này là cái ông mà nghe hát lốc thì phải mình thì không có quan tâm drama lốc phút lắm tuy nhiên thì mình cũng vào mình nhập hết tất cả các code này chơi Chứ biết mẹ đâu nhập đi code nào được hay code đó hình như mình nhớ là tất cả cái code này khi mà anh em nhập được hết nhập hết tất cả cái code này nha các bạn sẽ nhận được một cái lượng uh, lên đến là hình như là 4 tiếng 20 phút đấy là khi anh em thoát ra khỏi game thì đương nhiên nó vẫn lưu lại cho các bạn đấy, 4 tiếng 20 phút để mình coi thử coi là nó được khoảng bao nhiêu robot các bạn 4 tiếng 20 phút mà giờ cho nó chưa được khoảng 400 robot, các bạn à để được khoảng 300 robot đấy nó cũng ngon đấy 300 400 đó đấy thì các bạn uh, có thể sử dụng cái code này để anh em gia tăng cái lượng cái thay app của anh em lên và đẩy cái tự game nhanh như có thể mà mình nghĩ nha lỡ C1 thì anh em không nên nhập code đâu anh em lên tầm C2 C ba anh em nhập một ít code vô thôi. Đấy để khi mà gần uh, cấp độ mà gần hai mấy anh em nhập thêm code nữa, anh em farm cho nó lại. Chứ mà mới những cấp đầu tiên mà anh em đẩy hết code thì mình nghĩ đó không phải lý tưởng hay các bạn ạ. À. Đấy thì đó là cách đầu tiên các bạn ơi. 6 hours later. Thế mới có thể có được. Không biết các bạn có nhớ hay không nhưng mà mình đã nói với anh em rồi ở đây chúng ta sẽ có một con NPC mà nó đã bị giảm sức mạnh ở trong cái tựa game của chúng ta con NPC này thì nó sẽ cho chúng ta đổi cái xương cái xương này chúng ta kiếm đâu đây cái xương này nè anh em chúng ta bẻ đầu này chúng ta lấy cái xương này anh em mà sau đó chúng ta có thể đổi được nghe đổi được những cái phần quà mà nghe của cái ông nội này đấy tuy nhiên thì cái ít hay hẹp trong đây nó cũng là khó ra chứ không phải là dễ ra đâu cái độ hiếm của nó cũng khá là cao đấy không phải dễ ăn đâu bây giờ mình sẽ roll cho các bạn xem nhé cái này thì ngày xưa chúng ta có thể random liên tục được còn bây giờ thì không ô oh, phải cái chữ không đó thì khi mà chúng ta ít cái này chúng ta có thể ra được 10 phút ít hẹp các bạn mình mới ra được 10 phút ít hẹp nè thì cái level của ông nội này để chúng ta có thể farm nhiệm vụ ở đây là chúng ta sẽ có là 1975 nhé khi mà anh em lên cấp độ này thì nó mới có thể farm được Thật ra là anh em có cũng có thể lên đây farm từ trước cũng được các bạn à? không phải là không farm được đâu tuy nhiên thì nếu mà có cái level thì anh em có thể vừa farm xương vừa nhận thêm cái uh, nhiệm vụ nữa. Đấy vừa lên cấp mà vừa có xương. Đấy sau đó anh em đổi thẻ, nó sẽ tuyệt vời hơn. Đó là cách thứ hai để chúng ta có được ít 2 f một cách uh, miễn phí anh em ạ. À. Chúng ta hãy cùng đến với cách thứ ba thôi. Và cách cuối cùng Để chúng ta có thể nhận được cái uh, x2f đó chính là cách mà chúng ta sẽ phải đi mua các bạn ạ. À. Nhưng mà mình biết là các bạn sẽ nói là ui cách miễn phí mà đi mua nó không hay tí nào cả, không 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 không. không. Đấy là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đi nhận robot miễn phí các bạn ạ. À. Đấy thì thường là những cái video hay là những cái buổi livestream của mình mình sẽ phát cho các bạn một cái gift code, gift code này nó sẽ chứa một ít robot mà mình tặng cho các bạn để các bạn có thể mua. Thường là mình sẽ tặng cho anh em từ năm tới 100 robot, Nhưng mà hôm nay mình sẽ phá lợi mình sẽ tặng cho những cái anh em nào mà nhập nhanh nhất ở trong cái video này. Đó ai mà fan cứng mình mà xem video này nhanh nhất các bạn nhập cái code này các bạn sẽ nhận được uh, 25 robot để các bạn có thể mua được cái uh, cái ít hẹp này còn ai mà nhập mà chậm một tí thì các bạn sẽ nhận được 5 robot các bạn à. thì đương nhiên rồi đấy bạn nào mà xem mình lâu thì các bạn có thể nhận được rất nhiều hơn thì cái code này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách uh, nhập luôn nhé đây thì trước tiên là chúng ta sẽ có shop robot vn ở trên shop này cũng có một cái shop bạc của mình đó anh em nào mà đam mê mà thích mình á có thể mua giúp mình một con ạc nhé để tết này mình về quê mình ăn tết cho nó ngon đấy rồi thì nhập gift code thì các bạn sẽ phải đăng nhập của cái ạc và sau khi mà đăng nhập vô cái chúng ta sẽ có một cái đó chính là cái gift code này. các bạn ạ. bấm vào đây và các bạn nhập gift code vào, các bạn sẽ có thể nhận được. Và gift code nó nằm ở đâu? Gift code nó sẽ xuất hiện ngay sau đây. ta -da! đây là cái gift code của mình. Đấy, thì anh em nào mà nghe muốn mà có go mà nghe miễn phí để chơi thì anh em đừng quên là có thể xem video của mình vào lúc là 4 giờ chiều cũng như 9 giờ sáng đấy mà mình livestream sẽ vào lúc là nghe 7 giờ 15 tối đó, anh em coi những cái video của mình mỗi ngày thì anh em có thể nhận được rốt miễn phí nha Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây đó không biết là anh em nào mà nhận được cái robot rồi thì đừng ngại để bình luận cho mình nhé rất cảm ơn anh em vì đã nghe theo dõi mình trong suốt những cái thời gian qua Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn nhé